Vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện khắp. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 nhưng mà cũng gần, không sao hết. Có thể cho em tí nhạc không anh? Có nhà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Quang Linh, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại là đang là quản lý dịch vụ khách hàng tại Lotte Mart quận 7 ạ. Rồi, chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là kế toán của một công ty dược. À, mình làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em làm được khoảng hơn một năm rồi ạ. Giới thiệu về mình một chút, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Em là một người rất là lạc quan, vui vẻ và hòa đồng. Em rất thích một câu nói là cuộc sống thật ra tươi đẹp lắm. Nếu như không thì chỉ là do bạn nhìn sai cách mà thôi. Tại sao bạn lại chưa có bạn trai? Ai cũng hỏi em như vậy hết. Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới vậy Tường à. Từ trước giờ đã có mối tình nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn? 24 tuổi, chưa một mối tình nào. À, còn bạn? À, một người phải nói cũng rất là lanh lẹ, quản lý trong một cơ quan cũng khá lớn luôn. Ngày nào cũng ra vào biết bao nhiêu người đẹp như vậy. Dạ. Sao mà chưa tìm cho mình được ý trung nhân? Trong công việc thì mình nguyên tắc quá, khó tính. Đòi hỏi mọi người phải là thực hiện đúng cái nội quy đó chứ không được phép là sai. Thì chính vì vậy mà hầu như là những cái bàn mà gần mình là toàn thấy mình là chạy không thêm. Sợ quá chạy luôn chứ không có dám lại gần. À, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình, dài nhất là gần 4 năm. Gần 4 năm thì là dài lắm đấy. Dạ. Nhưng lý do tại sao phải chia tay bạn? Bởi vì bạn nữ ra Hà Nội xa mặt chắc là cách lòng nên bạn nữ có cái ý trung nhân nào khác đó gì nên là bạn ấy chia tay mình. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh làm lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2015. Tức là mới vào đây thôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ bạn muốn lập nghiệp ở đây hay là đưa bạn gái về Hà Tĩnh rồi làm dâu ở Hà Tĩnh? Thì em nghĩ là với cái công việc hiện tại của em thì em phải ở đây chứ không về Hà Tĩnh thì không thể làm được gì được. Ủa sao giật mình dữ vậy em? Dạ bởi vì hiện tại thì em làm việc ở Sài Gòn nhưng mà nhà em thì cũng ở dưới thành phố Vũng Tàu á. Dạ. Mà về Hà Tĩnh thì chắc sao quá. Nhiều đó là nhầm nhò gì, yêu nhau mấy đứa cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua mà em. Dạ, khi nào yêu đến mức đó thì chắc được. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là em rất thích người có trách nhiệm ạ. Em không thích những người mà không có trách nhiệm với bản thân mình, với công việc cũng như trong cuộc sống. Làm việc nửa vời á. Đã nói là làm, còn nếu không thì thôi đừng có nói. Em còn trẻ mà có vẻ người hơi cứng nhắc trong mọi thứ ha. Lúc em có thói quen gì không? Hay lúc mà em buồn hay là có sở thích của em là cái gì? Sở thích của em là em hay nghe nhạc. Nghe nhạc nhiều chắc là hát cũng hay lắm đúng không? Hay hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Không sao, không sao, không sao. Để cho mình vô điệp khúc luôn đi. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Bạn Nam. Rồi sao bạn Nam? Anh đã đi muôn nơi, vẫn nhớ về quê em Hà Tĩnh. Một miền quê xao xuyến ân tình. Anh đã đi muôn nơi, chiều nay về tắm ăn dòng lá. Biển Thiên Cầm xôn xao mùa nắng. Xin lỗi. Bạn
muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m57 trở lên là ok. Cũng đừng son phấn quá mức. Rồi thì sơn móng tay mà lòe loẹt quá. Cần phải có một sự chung thủy và chia sẻ công việc với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Không thích gì người phụ nữ? Phụ nữ độc đoán. Rồi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì trong công việc thì rất là nhiệt tình. Đã nói là làm. Nói mà không làm thì em không làm. Chính vì vậy mà em rất là khó tính trong công việc. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì tất nhiên phải có để mà giao lưu. Còn về nhược điểm thì trong tình yêu hơi rụt rè một tí. Hơi rụt rè không sao. Nói tóm lại là trong công việc là rất là cá tính, nhưng tình yêu hơi rụt rè. Như vậy là cũng rất dễ thương. Xem đàn gái thế nào nha. Chào bạn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thích một người có bản lĩnh. Đây, anh này bản lĩnh rồi. Quản lý như vậy rất bản lĩnh rồi. Có ý chí trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa. Rồi, có luôn. Từ Hà Tĩnh vào đây làm việc như vậy rất là có ý chí. Dạ, rất quan tâm chút xíu. Quan tâm, anh quan tâm nhiều người lắm. Cả một cơ quan người quản lý phải quan tâm đến từng người chứ, đúng không? Nói tóm lại là anh ấy có đạo đức và có năng lực. Anh có năng lực, đạo đức? Chưa biết. Để hỏi. Sao nó yêu cầu bạn, bạn thấy sao? Yêu cầu phải có đạo đức. Đạo đức thì em nghĩ rằng là mình dạ em cho chị. Ôi trời, đẹp trai thế. Đẹp trai mà. Chị khen em đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Sao em không khen lại chị? Dạ chị xinh quá. Cảm ơn chị nhiều. Thì trong gia đình em thì có ba chị em, nhưng mà chị đầu thì có chồng rồi, còn chính vì vậy mà những cái công việc nhà ở trong nhà thì hầu hết là khi mà em ở nhà là về nhà là em phải làm hết. Chứ không có chuyện mà nói là bây giờ cái giặt quần áo của mẹ đó không giặt hoặc cái gì đó, không phải. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 đến 2 năm. Hôm qua tìm hiểu mà nếu mà được thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Mọi thứ mình đã sẵn sàng hết, gia đình ok hết chưa? Dạ cũng ok rồi. Rồi ha. Rồi. Nếu mà lập gia đình thì bây giờ mình vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đúng rồi. Và đặc biệt là em rất là thần tượng bố mẹ em. Đó là bởi vì trong gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi được cái lúc mà cơm canh chẳng lành. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ em thì chẳng bao giờ bỏ bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng. Có giận, có gây, có gì cũng phải nấu cơm nấu nước phải không? Dạ đúng rồi. Ngược lại, thí dụ mai mốt hai vợ chồng lấy nhau rồi vợ cũng nấu nước mà chồng có bỏ đi hay về ăn, có về ăn cơm không? Chuyện đó thì không có bao giờ có. Chắc không? Cơm nhà là quan trọng nhất. Vậy nha. Bởi vì em rất thích ăn cơm nhà. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với hai đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Chào hai bạn. Em chào anh Linh, chị Tường. Rồi chào hai bạn. Em thấy là bạn này rất là được, ok đó. Đảm bảo luôn là anh kéo lên anh sẽ thích. Hay quá ta, biết rõ là anh kéo lên anh sẽ thích. Linh, anh dễ thương, dễ tính không em? Tính của anh Linh á, thì rất là nhiệt tình, quyết đoán và rất là thẳng thắn. Y như hồi nãy bạn nữ đã nói á, bạn gái này là đúng như cái mẫu lý tưởng của bạn Linh luôn á. Ủa vậy á? Đúng rồi, tại Linh rất thích một người rất là thùy mị và dịu dàng. Và nói chung là không có phô trương vẻ bề ngoài nhiều. Rồi. Em có đi với ai không? Dạ có. Ai đâu? Em đi với dì và hai chị họ. Rồi, cho chị gặp dì với hai chị. Dạ, chào dì. Chào Quyền Linh với chào Cát Tường. Dạ. Dạ, dì dạ. Nhận xét một tí xíu về... Thì theo sao thấy á là bạn trai cũng được, hiền, dễ thương. Sao thấy trước mắt là hai đứa có thể tìm hiểu. Cảm ơn Sáu. Dạ, cảm ơn Sáu. Cảm ơn Sáu ạ. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Tóc đẹp quá. Các bạn có thời gian để trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Nào, mời bạn. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Giỏ hoa đẹp quá, bạn lựa đó à? Dạ, em lựa. Giỏ hoa đẹp đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào em. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất đẹp trai. Nhìn anh cũng hiền đó. Chưa chị mà khen đẹp là đẹp hả? Chị khó tính lắm, chị nói đẹp là đẹp. Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi. Quê biển thì quê anh cũng quê biển. Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên. Dạ. Anh đi thường buổi sáng hay là buổi chiều? Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển thì anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Ta nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện tắm. Anh Linh quan điểm thế nào về tình yêu? Anh nghĩ rằng là tình yêu thì cần có sự chia sẻ và hy sinh cho nhau. Bởi vì khi một bên mà đã không có sự chia sẻ và sự hy sinh cho nhau thì sẽ dẫn đến cái tình trạng nó tan vỡ ngay lập tức. Chính vì vậy mà mọi người phải hiểu và hy sinh cho nhau để mà cả hai cùng vun vén tình cảm đó. Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Cho anh hỏi một tí là bởi vì bây giờ em 24 tuổi mà lúc này em có nói là chưa có người yêu thì cũng xinh mà không có người yêu thì anh cũng có thể là... Bởi vì á, lúc em đi học á, thì ba mẹ nói chung là không muốn em quen ạ, nên em không có ý định quen.
Dạ. Còn 2 năm về đây thì em đi làm, nói chung là về cũng có một số việc cần làm, mình tự học nên là không có đi chơi nhiều, nếu đi thì cũng đi với gia đình hoặc là bạn thân thôi ạ. Vâng. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 lắm ạ. Nhưng mà cũng gần, không sao hết. Nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đúng không đấy chị? Nếu mà giả sử như có sự đồng ý của hai cả anh và em á, thì chúng ta về gia đình thì chúng ta sẽ có bao nhiêu người đứa con? Thật ra là em thích sinh 3 người con. 3 người con. Nhưng mà còn không biết sao nữa. Gia đình anh cũng 3 người. Quan trọng là vấn đề là dù trai hay gái thì điều đó không quan trọng. Vâng, wow, vậy thì tốt rồi ạ. Hướng phát triển kinh tế khi lấy nhau như thế nào? Khó không mà đẻ cho giữ vô. Dạ, chắc là cái đó thì sẽ có đấy chị. Em cũng ngoài cái công việc này thì em cũng rất là thích kinh doanh. Nếu em có ý định về thành phố Vũng Tàu sinh sống và làm việc thì anh thấy sao? Cái đó thì anh phải hỏi sếp anh để xem thử chuyển về Lotte Vũng Mắt Vũng Tàu không đã. Anh khi gặp em thì anh thấy nào? Em xinh dễ thương. Nói chung thì anh thấy thích. Cảm ơn anh Linh. Rồi em xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn em sẽ nhảy một bài cha cha cha. Rồi, vỗ tay. Cha cha cha. Có thể cho em tí nhạc được không anh? Có nhạc. Được rồi, dạ cảm ơn. À như đó thôi đó hả? Khi nào mà hai người cùng nhảy với nhau khi đó mới có phăng, có bè. Hai người cùng nhảy mệt lắm à. Bây giờ mình nói mỗi người một câu nữa. Anh nghĩ rằng là mình cho nhau một cơ hội nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Hai người dắt đi luôn đi. Cho em cơ hội nha, dạ rồi xong rồi. Dạo này sao mình thấy giống như cái công việc của mình nó thừa thải hay sao á. Vậy thích hơn á, càng đó. Khỏe ha. Khỏe ra vậy đó. Vậy còn vui nữa. 3 2 1 rồi, hết thời gian. Ủa em bấm rồi mà nó không lên. Khó kìa. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cho anh nắm tay được không? Cảm giác thế nào bạn trai? Nói chung là bây giờ vẫn còn run. Cái lý do chính là em đến đây là vì em é anh. Em thì người ta nói thì em hơi giống như diễn viên Lương Thế Thành. Em đi làm về thì cũng đi học anh văn, tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi đi mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Dạ. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Hay quá, một công đôi việc ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ, em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai, làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IAK. Quê mình ở Đồng Nai luôn hả? Dạ không, quê gốc em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì cưới vợ xong về ở Đồng Nai hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ cưới vợ hôm trước hết thì là ở Đồng Nai, mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ mình. Thôi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha. Trời. Em là Anh Thư. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày, dây giày Nike. Em làm ở khu nghiệp Long Thành. Dạ cũng gần với khu nghiệp Nhân Trạch chỗ bạn Nam làm luôn ạ. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh. Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về đi dạy tiếng Anh nữa. Dạ. Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị. À. Em ế thì chắc cũng bởi vì em là con một trong gia đình thì cái việc tuổi tác gia đình cũng quan trọng. Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi Hợi với tuổi Tuất thôi. Bạn trai tuổi gì?
Dạ em tuổi con dê chị ơi. Thân rồi thở ra. Tuổi con dê là được rồi ha. Tại sao lý do nào mà bạn đến đây? Cái lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Đến lý do tại sao ấy mình có thể rút được kinh nghiệm không? Là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn. Tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Dạ. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Học phí sao? Học phí sao? Nếu như các bạn có lấy học phí không ạ? Học phí thì để mình xem thử cái tấm chân tình, chân thành của bạn như thế nào. Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng dành như thế nào? Dạ, tầm cấp 2, cấp 3 thôi. Này cấp 4 là cũng dạy nổi không? Vậy là có người ra trường không bạn? Tốt chị. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Được. Hay quá, một công đôi việc ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thích bạn gái thế nào? Trước hết là phải làm gái trước đã. Phải bạn gái mà không làm gái chứ. Dạ, gì? Nhưng mà làm, nói chung là gái dễ thương, rồi giỏi ngoại ngữ, rồi cái tính tự lập cao. Tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng Anh, cái vô rồi giỏi ngoại ngữ. Cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không? Dạ có chị. Thiệt không? Dạ thiệt đúng chị. Có, người ta mới tìm giống vậy đó. Dạ. Ha, yên tâm. Tề gia nội trợ gì được không bạn? Dạ sở trường của em thì là ca hát. Thì em nấu ăn rất là ngon. Wow. Em tự tin. Thôi giờ mình hát một bài trước đi. Và anh sẽ là tiếng ăn hâm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Mình cảm nhận như thế nào bạn trai? Mỹ Tâm bên đây mình làm Đàm Vĩnh Hưng luôn đi. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em được ở bên người. Nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó. Không, ý em là nói cho bạn bên kia thôi ạ. Thì nói bên kia đó. Dạ. Mình có lợi thế gì vào những cái khuyết điểm gì? Em thì người ta nói thì em hơi giống diễn viên Lương Thế Thành. Dạ, diễn viên Lương Thế Thành rồi tính tự giác và độc lập rất là cao. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Em hơi lười giặt đồ. Không sao, có máy giặt. Yêu thương có, rất là có lười nhiều. Tắm không? Dạ không, một ngày em tắm tới 2-3 lần luôn chị. Tắm mặc đồ cũ lại hả? Dạ không, một ngày em xài tắm 3 bộ đồ luôn chị. Sáng tắm, tối tắm, đi làm đồ, chị. Đồ chất đóng trong nhà vậy hả? Dạ em hai ngày em mới giặt đồ lần chị ơi. À, bên kia bạn thích một người bạn trai như thế nào? Dạ em chỉ cần 4 tiêu chí thôi, đó là có năng lực, có đạo đức, sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị. Điểm nào không thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, tính toán, không cần người đó phải quá đẹp xấu múi, mà chỉ cần là biết chơi thể thao, có giữ gìn sức khỏe tốt là được, chứ không cần cao thấp. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ. Dạ, Lương Thế Thành đấy hả? Dạ giống hả? Không, có người ta nói không, anh cũng thấy giống đấy. Mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân? Năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, mình có chuẩn bị gì chưa? Cũng một ít rồi chị. Bao lâu thì mới mua nhà được? Cuối năm nay em sẽ mua đất. Mua nhà thì chắc là hai vợ chồng góp chung để mua. Không, mua đất trước rồi xây nhà sau cũng được. Có cái lộ trình là đúng được rồi, có tính toán, nói quan chung trọng là có lộ trình cho mình tính toán, mình phấn đấu. Được không chị? Được. Hợp lý, nói chung là có, chị thích những người mà có cái coi đàn gái lập trình nữa, mình phải có hoạch định cái tương lai. Đúng, đúng rồi. Vậy là được rồi. How you find thank you sit up Lee and you? Em không hiểu anh ơi. Anh nói còn hiểu lấy gì em hiểu. Bây giờ em thích người đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là em thấy bạn đó là có chí hướng, có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi. Được. Dạ. Chỉ sợ là bạn có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi. Không, bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm. Dạ. Có chí hướng, có phấn đấu, có mục đích luôn. Bác em hỏi giùm cái vụ nhậu nhẹt có không, em quên hỏi. Không có nhậu đâu. Thấy tướng không có nhậu rồi đó. Lăng nhăng không? Dạ. Không có lăng nhăng. Không có lăng nhăng đâu, kinh nghiệm lắm, nhìn sơ là quyết liền. Bậy đi, không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ thừa. Hứa mà. Em không có lăng nhăng đâu chị ơi, em tuyệt đối trung thủy chị. Chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi, không có lăng nhăng. Cái này là em tin tưởng lời anh Nguyên Linh. Nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô anh. Kiếm anh lo. Hay quá, tôi vấn đề nha. Chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Phải nghĩ là đợi tới năm trước là một năm nữa. Coi tuổi. Coi tuổi hả? Tin vào phong thủy. Thí dụ bây giờ mình quen nhau, mình yêu nhau hết sức mình luôn, nhưng mà khi mình đi coi tuổi không hợp, rồi tính sao? Thì chắc không dám kết hôn đâu, chỉ có về ở nhau thôi. Hả?
kỳ á. Tin thầy bói dữ vậy trời. Trời ơi này căng à nha. Cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha. Cô bên kia là tính toán vững chãi trong cuộc sống. À, nãy giờ anh nói nghe rồi gì? Dạ. Đừng làm anh thất hứa nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ em và dì của em ạ. Rồi chào cô. Chào Quyệt Linh và chào Cát Tường. Dạ. Trước mắt thì cô thấy là bạn nam rất là dễ thương. Dạ. Cái quan trọng là hai cháu tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai cháu. Bây giờ tự chọn mà giờ chọn xong rồi rủi cô đi, cô tuổi cô nó không hợp này không hợp cái kia, phong thủy không được rồi. Chết tụi nhỏ à cô. Nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi. Nói chung là mình muốn thì cũng mình tính không bằng trời tính, mình cũng đúng rồi, cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi. Dạ. Con chào cô, hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ. Dạ con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người. Con cũng đến đây cũng là muốn đến kiếm một người bạn gái, một người vợ thật sự chứ không, con không có lăng nhăng đồ này kia. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình. Bây giờ để cho hai cháu quyết định. Dạ. Rồi, mình có đi với ai không? Có đi với ai dạ, không? Có đi với em trai với lại bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Em ruột hả bạn? Dạ, em ruột của em ạ. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh thật lung linh rồi đó. Quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi. Đúng rồi, hay quá. Em trai đúng là số 1 luôn. Vấn đề chỗ em thôi đó ha. Rồi còn người nữa, hỏi luôn ý kiến người nữa. Bạn đồng nghiệp ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không hay hậu có theo nhiều cô không? À, hậu cũng không có ai để ý cho công ty. Kỳ vậy? Đẹp trai tài năng nhưng mà không ai để ý. Chắc có thể là do chưa có duyên. Có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu. Hy vọng vậy, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta kéo màn lên ha. Cho hai người gặp nhau đi. Cô bên kia xinh lắm ha. Chàng trai bên đây cũng đẹp trai. Hai bên thấy hợp lý rồi đó. Cảm ơn. Quan trọng là em nói thế nào để bên kia bấm nút thôi nha hậu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Em có tính gì cho chuyện tương lai chưa? Dạ có ạ. À. Có nên em mới đến đây. Anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng Anh. Lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi. Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em. Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ đó em có công việc em không đi được. À mời lên một lần mà không được. Không cái này chắc là mình có duyên đó anh. Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học. May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á. Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh không biết hút thuốc. Tập hoài nhưng mà tập không có được. Tập gì vậy? Tự nhiên không biết là tập làm gì? Dạ bạn dụ tập thôi. Nhưng mà em tập không được nên là em ghét quá em bỏ luôn. Anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng Anh nhiều. Nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa. Ơ sao kỳ vậy? Vừa thăm em vừa học luôn. Dạ, chắc là anh sẽ không đi học nữa. Em tính chuyện học phí đi. Cô là cô, bồ là bồ nha. Lúc cô lúc bồ là mệt lắm nha. Dạ em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là bồ, vừa bồ vừa cô luôn nè. Vậy em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con. Em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa. Phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái. Thì một hay hai đứa cũng được. Anh có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng Anh tiếng Nhật không? Là tại vì anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ em thấy anh là một người trai rất là gọi là hiếm có, rất là hiền. Dạ. Anh thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích. Còn là anh rung. Có thể nói sau cũng được. Mình còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà. Trời, chưa gì hẹn hò trước rồi. Thôi được rồi, nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi. Rất là được. Bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này có ưng nhất nè. Hợp lý hợp tình. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định. Xứng đôi vừa lứa. 3 2 1 Nào. Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận buổi gặp mặt đầu tiên nào. Dạ không, anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được. Nào. Em cho hôn tay thôi ạ. Ồ, rất là hiện đại. À, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé. Có mẹ, có em trai, có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả. Mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn.
hay khóc lắm. Sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc ngay đúng rồi. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi. Thôi nhưng mà anh thích trai không gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị, thích anh. Tôi đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. Hai ba. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Chạy chứ có đụng anh ơi. Ủa sao chưa đụng hả? Trời bạn gái với chưa đụng kìa. Ờ chưa đụng vậy không? Đụng mạnh vô là làm lại. Thì nào được thôi. Mạnh vô. What the fuck? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ vậy? Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đón tàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể? Là đốc công anh. Dạ. Đôn đốc viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ. Anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Chơi mà có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị đó cũng có chồng rồi. À. Thì xem cái cặp đó em cũng... Anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc ngay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên. Có mắt to, sáng. Với nụ cười đẹp của răng trởn đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Cái dạ nụ vậy? Cười giống anh là đẹp rồi. Dữ. Thôi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại tự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị. Tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có quan nói là không có lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không nhăn. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm á. Chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu đẹp. Đứng lên coi, đứng lên coi coi có tiền không cái gì không? Lên được dạ rồi. Em 1m73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thấy chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Ơi tên anh. Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ. Thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em men 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô đó. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Trời ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu anh coi coi. Ủa, ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. Chưa có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Anh đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Phải không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét lắm. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó.
nhau. Được không? Không, tôi khỏi hà màng luôn. Dạ vậy cũng được. Không được, không được. À, bạn bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có một hai mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, sao nhìn dễ thương. Dễ thương là được rồi. Cô gái dễ thương lắm. Nè, không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ, em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp coi sao. Dạ con là cháu của chú Cường ạ. À. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. À. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì lại đi làm vậy thôi, không có thời gian cho nên là chưa có tìm hiểu đi bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. À. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt đó nha. Dạ. Bạn gái dạ, đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hương Linh. Dạ, chào, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị em. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên bên nào cũng được hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? À, cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xin như bó hoa này nha. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi anh ấy, ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười ảnh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được ạ. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. À, sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? À, cái vấn đề nhà việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước sửa điện thứ gì anh đó làm được ok. À, em đang tìm người biết sửa điện sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh dạ. Xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 ông đứa. Em em thích 3 đứa à. À, phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không? Dạ. Anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên chỉ cho cùng thì anh lên number one. Không bên Tây bên Tàu mà chơi với hương Việt Nam. Anh cầm đón chân sang chỉ mày anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Ông hát mà ông căng thẳng dễ lúc nào, sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? À, thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ giùm cho. Để anh với Tường giữ cho. Tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm, nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ có. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào, 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ đã bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, không đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng bấm tay quý vị ơi. Đồ đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa, chưa đụng hả trời, bạn gái biết chưa đụng kìa. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im, im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Im có cái vụ này lắm nghe, ba chục tuổi. Tập này như là trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ, trời ơi, sướng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Xuống được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha.